xin kính chào các anh chị, chào các bạn, kính chào quý khán giả trên kênh Thu Tiền Tây Đô. Mến chúc tất cả mọi người luôn an lành hạnh phúc nha. Thì các anh chị ơi, Tết đến thì mình luôn có những cái bình hoa tươi bên cạnh để mà chúng ta ngửi mùi hoa của nó rất là thơm. Cái bông ly này thơm dễ sợ luôn á. Thì qua đây Tiền cũng lại tiếp tục gửi đến các anh chị câu chuyện của Linh Lan. Mình nói hoài nó mãi, chừng nào bên kia nó ngừng á, nó ngừng soi mói Linh Lan thì mình sẽ không còn nói về cái vấn đề này nữa các anh chị. Nhiều khi các anh chị nghe riết, các anh chị nghe cũng mệt và nhức đầu đúng không? Nhưng mà cái chuyện cũng như là mình thấy á, họ hạ hiếp một người yếu thế á, mình không nói không được, nó rất là khó chịu. Thì qua đây Tiền lại tiếp tục nói đến sự việc như thế này. Các anh chị thấy đó, đến nỗi cái ngày mà người ta cách nhảy YouTuber đi xuống Linh Lan á, để tặng tiền, tặng quà cho bé Helen á, là một việc làm tốt, bao nhiêu người cũng thương mến bé Helen, thương hoàn cảnh mẹ con của Linh Lan. Thì người ta đi giúp đỡ với nhau, tình người mà, nó cũng soi mói, nói cho được. Đó. Nói đến những cái người này, cái não của nó như thế nào rồi, không còn là bình thường nữa. Cái chuyện soi phụ nữ người ta là tất cả về những người đàn ông á, nếu như mà đàn ông mà chuẩn mực, người đàn ông mà cao thượng á, thì không ai đi soi mói một người phụ nữ như thế. Còn nếu như mình đã đứng ăn tiền của ai đó để mình tố một người thì mình phải tố sao mà cho nó có sự thật. Bây giờ nói bằng chứng Linh Lan là con giáp thứ 13 đâu, đưa ra đi. Đó, bây giờ hù người ta tối ngày, có bằng chứng trong tay, có bằng chứng trong tay, có đâu, đưa ra đi. Ở bên đây người ta cũng cần đưa dữ lắm đó, sao không đưa. Đó, nhưng mà nếu đưa cũng chẳng có nhầm gì Linh Lan đâu. Bây giờ Linh Lan được rất là nhiều cộng đồng mạng, cô chú anh chị ở khắp nơi, người ta thương mến mẹ con Linh Lan với cái việc mà mẹ con người ta sống đơn độc như thế, yếu thế như thế. Đó. Còn bên đây hạ hiếp như thế nào người ta. Đó. Bây giờ bà kia, cái câu chuyện này nè các anh chị, nó dẫn ra từ đâu? Trong đây nó chỉ có mấy người thôi. Người thứ nhất á, là cái bà vợ đầu. Đó, bà dựng ra một cái chuyện này để bà đưa ra, tung tin ra. Rồi thêm những mấy cái con râu rì ở ngoài nó đi theo để mà nó làm lên cho cái chuyện lớn lao ra, để dạch tội con người ta. Mà ta nói á, nhiều khi á, nghe mà bực tức phải không các anh chị? Ở đời mà, nếu như nó đã chọn vẹn chưa, nó xem lại gia đình nó chưa, nó xem về gia đình ông bà nó coi là đã có đàng hoàng trong cái xã hội này chưa, mình nhìn lại đi. Đó, chứ mình đừng có dội mình tìm tòi người ta từng chút từng chút. Thì bây giờ kênh YouTube và cộng đồng mạng người ta thương, thì người ta đến thăm mẹ con Helen. Chứ đâu có phải là Hy Lan mà Linh Lan có tiền để mà mua chuột như bà kia. Bà kia bà giàu có, còn Linh Lan làm gì có tiền mua chuột. Mà Linh Lan tiền mua sữa cho con uống còn không có, có đâu mà mua chuột. Còn bà kia bà có tiền, bà đi làm chuyện tào lao vậy đó. Bà không để đức cho con của bà. Bà làm chuyện tào lao, bà làm chuyện hại người. Hại một người cô gái. Nếu như mà Linh Lan hồi đó là có ân oán gì với bà, sao bà không làm hồi lúc Dân Quang Long còn sống đi, cho nó ra lẻ để mà Dân Quang Long người ta dàn xếp, để cái này người ta nằm xuống rồi mới ăn hiếp, hài hiếp mẹ vợ con người ta. Đó là một cái chuyện rất là tàn nhẫn đó. Đó. Còn mấy cha này nè, mà mình nghĩ cũng lạ nha các anh chị. Chắc là Linh Lan kiếp trước á, ăn hết của cha của ông nội vì hai cái đám này nè, mà nó luôn tìm tòi soi mói đủ kiểu con người ta hết trơn á. Mà nó soi cái chuyện không có chứ, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện đổi trắng thành đen nó nói cho bằng được. Đó. Còn bây giờ nếu có danh có phận á, nếu như mà muốn giữ danh dự á, sao mình không soi những cái bên kia đi. Đó. Soi cái bà
kia đi, bà đang ngủ với người khác đó, công khai đó, sao ông soi mà soi linh lang hoài, đến nỗi bây giờ người ta đi cho tiền nó cũng soi, nó muốn mẹ con người ta là đưa vào ngõ cụt luôn đó. Không biết ân oán gì với nó mà nó ghét dữ nghe không biết nữa. Mà linh lang đâu có ăn của ông nội cha nó gì đâu mà nó đến nỗi mà nó ghét tới cỡ tận cùng vậy. Các anh chị thấy đi, nghe mà bực tức phải không? Nó mình tính không nói nữa nhưng mà thấy nó càng ngày nó nói nhiều nhiều, đến mức độ mà cái chuyện không có nó cũng nói có, nó có cho bằng được. Người ta đem tiền xuống cho bé Helen, tụi nó không làm được cái chuyện mà có ý nghĩa rồi, nó làm chuyên là cái chuyện thất đức rồi. Bây giờ cái chuyện xã hội, bà con, cô chú, cộng đồng mạng đâu có ai có quyền cấm đâu. Người ta thương mến linh lang thì người ta cho, nó cũng lên soi mói nó nói đó, nó sống theo cái lối sống mà thất đức của nó quen rồi. Còn cái bà kia á, nếu như mà bả ỷ bả bây giờ bả có tiền có quyền để mà bả bả làm khó, bả là dồn ép linh lang vào bước đường cùng để mà cũng như bả trả thù riêng đó, thì là cái việc bả làm á thì trời nhìn. Nhưng mà các anh chị thấy rồi đó, cũng không có gì đâu mà thù riêng đâu, linh lang không có làm gì bà này đâu chắc chắn đó. Nếu mà linh lang hồi trước mà có cái quyền lực mà để giật cướp chồng của bả được á thì là bả không để cho yên đâu. Trời ơi, bà này cũng đâu phải dạng dừa đó. Nhưng mà cái chuyện á là khi bà con cô chú người ta sớm ghiền người ta chia sẻ á, là khi á là bả làm ra tiền rồi là bả coi thường người chồng của bả, đến nỗi á là dân quân Long buồn đi ăn nhậu riết rồi bị bể tiếng, bị bệnh hát không được nữa đó, buồn riết mà nhậu đến sau này nhậu rất là nhiều. Bởi vì là hỏi các anh chị đi, vợ mình nó thành đạt mà nó coi thường mình thì đâu có anh nào chịu nổi. Rồi trong hơn lúc đó thì bây giờ anh là đã đứng ra ly hôn người ta, bỏ người ta, bỏ người ta rồi bây giờ đi về ta nói nghe, cái ngày từ cái ngày mà cúng ở chỗ chùa Giác Ngộ đội tang thấy nó chơ chẽn rồi tới thêm là đi ôm cho cốt nữa. Trời ơi, nó nhục sao đâu á. Rồi thêm á cái ngày 49 ta nói nghe thấy lại lã mồ hôi luôn á, chắc lại xin tội quá à. Cái này không phải ấy đâu mà lại xin tội á, xin á là dân Quang Long tha thứ đi, hồi còn sống á thì chắc là cô ta làm việc gì đó sai với dân Quang Long cho nên giờ lại để xin tội sám hối thôi, chứ không có thương yêu gì đâu các anh chị. Thương yêu gì, kế bên người ta có cái người mà đã hợp tình hợp ý, người ta sống với nhau biết bao lâu rồi đó, mà bây giờ là nói chia tay chứ không có chia tay đâu đó. Bà con cô chú và ở người ở kế bên hàng xóm cũng nhắn cho Tiền biết đó, là giả đòi chia tay á Tiền ơi, chứ bây giờ vẫn còn sống chung đó. Thì như vậy thì cũng quá đủ rồi các anh chị. Cái chuyện này đã gần trên mạng xã hội ai cũng xem hết á, đừng có nói chi ở một chỗ mà khắp nơi ai cũng xem mà bức xúc trong cái câu chuyện này rồi đó. Bạn bây giờ bạn muốn á là trong cái tình thế này á là dồn ép đó, mẹ con linh lang đến bước đường cùng, được cái nào hay cái đó, đưa những cái thằng á là bẩn thỉu cũng như là lưu manh mà giả danh trí thức ra để làm những cái chuyện hại người đó. Đó. Đó cho nên là nó ra nó nói những cái chuyện á là chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mà cái tuổi này nè, tuổi này nó không biết bao giờ nó dừng đâu, nó thấy khán giả bên kinh còn ủng hộ nó đó thì nó còn nói hoài thôi. Hoặc là nhiều khi các anh chị tức á, đi vào xem coi nó nói cái gì thì các anh chị tức vào xem cho nó cái gì, cho nó cái gì á, thì cũng như khán giả là vào xem coi nó nói cái gì thì cũng như là vô tình giúp cho nó có được tăng view để nó làm hoài moi móc linh lang hoài đó. Thì các anh chị không cần phải vào xem làm gì, nhiều khi các anh chị các bạn qua xem rồi bực tức là cũng nhắn cho Tiền biết đó, là nhắn ở bên kia nó nói thế này thế kia nghe mà tức. Cũng như cái chuyện mà không nó nói có thì nó làm cho các anh chị bực tức lên rồi thì các anh chị phải vào nghe thì nó có lợi thêm.
mà nó có lợi hai mặt lận. Một mặt á là bà kia thuê nó làm, một mặt á là lên nói đại nói càng, giống như là đặt chuyện ra để mà bêu xấu người khác á, thì mình tức mình nghe không chịu không được á, mình vào mình chửi, mình chửi thì người ta có lợi đó các anh chị. Cho nên họ làm hoài làm hoài, chừng nào mà khán giả không xem nữa á, câu chuyện này khi nào mà nó muốn dừng lại thì chỉ qua là khán giả không xem nữa, không còn cái người nào quan tâm nữa thì tụi nó mới ngưng thôi. Nếu còn các anh chị mà còn tức, còn quan tâm, còn theo dõi, giống như là coi nó nói gì đó, thì nó sẽ làm hoài đó. Nó làm hoài luôn, nó không có ngưng đâu, bảo đảm với các anh chị luôn đó. Trong khi bây giờ hả, đề tài này đang còn hot mà chưa có dừng lại đó. Thì nếu bây giờ nè, ở bên phía Linh Lan á, mà ai mà xuống nhà quay mẹ con Linh Lan đó, các anh chị thấy đi, Linh Lan rất là kỹ lưỡng, không hề nói một câu nào ở trong video của kinh nào hết, chưa hề phát ngôn một câu nào, nhưng mà nó còn soi đó. Không hồi chi mà Linh Lan mà lên tiếng một câu thôi là nó chà đạp đến mức độ nào nữa, một nó là mười đó. Đó, đến nỗi mà cái ngày người ta cúng chồng người ta, cái bình bông nó cũng nói rồi, thêm đem những cái bà bán bán mắm bán cá gì ở ngoài đường lên á, xưng bà con với Linh Lan đi tố Linh Lan, nó xấu Linh Lan. Không có bà gì nào mà đi nói xấu cháu mình vậy hết trơn đó. Mà hơn nữa, nói xấu Linh Lan không có là cái gì cả, cộng đồng mạng người ta nghe đã nhiều rồi, người ta biết nhiều rồi, có nói nữa cũng bằng thừa thôi, không có ăn nhầm gì Linh Lan hết. À, nhưng mà nếu càng nói thì chúng ta càng bực tức, càng nghe mà càng bực tức, chứ không chi là quý khán giả ai nghe cũng bực tức hết đó. Mà có cái điều là Linh Lan rất là hay, rất là khôn khéo, giữ được cái bình tĩnh, mà cũng như là Linh Lan rất là ý thức trong cái việc chia sẻ trên các video. Chưa bao giờ Linh Lan nói một câu nào về phía bà giáo, cũng chưa hề nói gì. Cái vấn đề là thời gian qua mọi người đã đối xử với cô ấy như thế nào đó. Vậy mà nó còn soi đó. Nếu mà Linh Lan thử đi nói một câu nào đi, rồi nó soi đến mức độ nào nữa các anh chị đó. Thì Tuyền cũng làm video đến đây để gửi đến các anh chị, nói về những cái bộ mặt phía sau này á, để coi họ còn làm những cái chuyện gì với Linh Lan nữa. Mà cái cốt truyện cầm đầu này là không ai xa đâu các anh chị. Các anh chị biết rồi đó. Đó, cái bà kia bả giả danh, bả giả đò bả mà bả giả giả đò bả không biết gì, bả không nói gì đó. Nhưng mà thật sự sau lưng là bả âm thầm bả làm hết mọi việc. Đó các anh chị thấy đó. Thì qua sự việc này á, thì Linh Lan cũng không có phải là gặp khó khăn hoài đâu, trời cao cũng thương mà thôi đó. Con người ta khổ thì trời cũng giúp, mà hơn nữa người sống ngay trời Phật độ, chứ không có cái gì để sợ hết đó. Thì qua đây Tiền cũng chia sẻ những đoạn clip này đến cho các anh chị xem, cũng như là nhiều khán giả còn bực tức vào comment cho Tiền á, thì Tiền lại tiếp tục chia sẻ nữa. Khi nào bên kia họ không còn nói nữa thì mình sẽ ngưng thôi các anh chị. Rồi qua đây thì cũng như là mình nói để cho Linh Lan có nghe được là Linh Lan vẫn còn có cái giữ vững tinh thần, cũng như là có cái niềm tin là mọi người vẫn còn biết cái là bảo vệ, cũng như là không phải là bảo vệ gì, nhưng mà mọi người là ủng hộ tinh thần như thế để cho cô có sức mạnh cô nuôi con đó. Thì qua đây Tiền cũng xin tạm dừng video, chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tuyền sẽ cập nhật thêm những đoạn video đô tiếp theo sẽ gửi đến các anh chị. Tuyền xin tạm dừng ở đây, mến chúc tất cả mọi người luôn an lành, hạnh phúc, bình an nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.